Arsenal thua đau Tottenham. Tâm thế buộc phải thắng khiến Tottenham có khởi đầu trận khá căng cứng. Họ liên tục bị pháo thủ Ebson và tạo ra những tình huống đáng chú ý về phía khung thành thủ môn Hugo Lloris. Tuy nhiên, Spurs đã đứng vững và dần lấy lại thế trận trong những phút sau đó. Những pha bóng tinh quái bên hành lang cánh trái của Son Heung-min đã khiến các cầu thủ Arsenal liên tục phạm lỗi với cầu thủ người Hàn. Trong một tình huống như vậy, Suarez để sau Son ngay trong vòng cấm địa đội nhà và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Người bước lên thực hiện là Harry Kane và tiền đạo người Anh không mất bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số trận derby Bắc London ở phút thứ 23. Có bàn thắng, Tottenham thi đấu với tâm lý thăng hoa, còn các cầu thủ Arsenal tỏ ra khá bối rối, đã dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai tai hại của trung vệ Rob Holding sau pha cùi chỏ Son Heung-min ở phút thứ 33. Chỉ còn 10 người trên sân và để thua một bàn, việc Arsenal nhận bàn thua thứ hai là điều khó tránh khỏi. Ngay sau khi trọng tài chính thổi còi báo hiệu hiệp 2 bắt đầu, Spurs đã tìm được bàn thắng thứ ba. Việc chỉ còn 10 người khiến mọi nỗ lực của Arsenal đều trở nên vô vọng và không thể tìm được bàn danh dự. Anteta chỉ trích trọng tài. Trọng tài đã cho Tottenham hưởng một quả penalty khi xác định Cedric Suarez đã phạm lỗi với Son Heung-min trong vòng cấm ở phút 21 của trận đấu. Đó là một quyết định mà phía Arsenal không đồng tình và phản đối dữ dội. Đến phút 33 của trận đấu, Rob Holding nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Sau trận đấu, huấn luyện viên Anteta đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của trọng tài, đặc biệt là quả phạt đền. Ở tình huống đó, Cedric Suarez có tác động đẩy sau với Son Heung-min trong pha tranh chấp bóng bổng và cầu thủ Spurs đã nhanh chóng ngã xuống. Nếu tôi nói những gì tôi nghĩ thì có lẽ tôi sẽ bị treo giò 6 tháng. Tôi không biết nói dối nên tôi lựa chọn không nói ra điều tôi nghĩ. Tôi không hài lòng với các cầu thủ của mình nhưng tôi tự hào về họ. Tôi muốn các trọng tài tiến đến máy quay và giải thích quyết định của họ. Thật xấu hổ bởi vì một trận đấu đẹp như vậy là bị phá hủy. Huấn luyện viên Arteta cũng động viên các học trò đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước Tottenham để hoàn thành mục tiêu về đích trong top 4. Mạo hiểm đưa Ben White vào sân trong một trận đấu như thế này là vô nghĩa. Hy vọng cậu ấy và Gabriel sẽ sớm hồi phục bởi vì chúng tôi không có đủ người ở hàng thủ. Trận đấu này đã là quá khứ, sự tập trung của chúng tôi bây giờ chuyển sang Newcastle. Trận đấu này đã trôi qua tầm tay và chúng tôi phải chấp nhận. Thua theo cách của chúng tôi thực sự đau đớn, nhưng chúng tôi còn một trận đấu quan trọng hôm thứ hai và chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Newcastle. Chúng tôi vẫn nắm quyền quyết định và cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Arsenal ưu tiên chiêu mộ sát thủ PSV giá 35 triệu bảng. Sau khi củng cố hàng thủ và vị trí thủ môn trong mùa hè trước, Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ tập trung gia cố hàng công pháo thủ ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Bên cạnh phương án chiêu mộ một cây săn bàn đẳng cấp, thuyền trưởng Arsenal còn lên kế hoạch tăng cường sự cạnh tranh cho bộ ba Gabriel Martinelli, Emile Smith Rowe và Bukayo Saka. Chính vì lẽ đó, theo nguồn tin từ Foot Mercato, Arteta đang để mắt đến tiền đạo trẻ thuộc biên chế PSV, Cody Gakpo. Cầu thủ người Hà Lan gây ấn tượng mạnh ở mùa giải năm nay khi đã ghi đến 21 bàn thắng với 15 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Được biết, phía Arsenal từ lâu đã dành sự quan tâm cho Gakpo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ lại bị thu hút bởi sự hấp dẫn từ thương vụ Raheem Sterling. Vì thế, việc chân sút người Anh tỏ ra hứng thú hơn với việc gia nhập Tottenham. Đội chủ sân Emirates quyết định tái khởi động kế hoạch dành cho tiền đạo 23 tuổi. Dựa vào khả năng chơi đa vị trí của Gakpo, các cổ động viên pháo thủ tin rằng anh sẽ dễ dàng thích nghi với thứ bóng đá tấn công linh hoạt mà Arteta đang xây dựng. Hơn thế nữa, chiều cao ấn tượng cùng với sự thông minh cho việc lựa chọn vị trí đến từ tiền đạo 23 tuổi còn hứa hẹn sẽ giúp thủ quân pháo thủ Martin Odegaard cải thiện thành tích kiến tạo mùa giải tới. Theo Foot Mercato, pháo thủ sẽ phải bỏ ra ít nhất 35 triệu bảng cho thương vụ này. Mục tiêu của Arsenal sắp trở thành cầu thủ tự do. Theo nguồn tin từ Church Arsenal, đội ngũ tuyển trạch viên pháo thủ hiện đã xác định được mục tiêu phù hợp, đó là tiền đạo Rajesh Cleary bên phía West Brom. Chân sút sinh năm 2004 nổi lên như một trong những tiền đạo chơi ấn tượng tại giải Premier League 2 mùa này. Sau 15 lần ra sân, anh ghi đến 7 bàn thắng và đóng góp một kiến tạo. Đáng chú ý, sau hàng loạt màn trình diễn ấn tượng, Rajesh Cleary giờ đây đang nghĩ đến việc tìm kiếm một bến đỗ mới giàu tiềm năng hơn để đầu quân và quyết định từ chối gia hạn với West Brom. Động thái đến từ tài năng trẻ người Anh đồng nghĩa với việc anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để Arsenal tiến gần hơn đến chữ ký giàu tiềm năng này. Người đại diện lên tiếng về khả năng Gabriel Jesus tới Arsenal. Gabriel Jesus đang là mục tiêu hàng đầu của Mikel Arteta.
Ông thầy người Tây Ban Nha từng làm việc với cầu thủ sinh năm 1997 ở Man City. Ông hiểu rất rõ tài năng của anh. Với việc Man City chiêu mộ thành công Erling Haaland từ Dortmund, Arteta tin rằng Arsenal sẽ có khả năng chiêu mộ thành công Jesus. Mùa giải năm nay, Jesus mới đá chính có 19 trận ở Premier League. Mùa tới, với sự góp mặt của Haaland, cơ hội đá chính của anh sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ người Brazil sẵn sàng ra đi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Người đại diện của Gabriel Jesus, Marcelo Pettinati, mới đây vừa thừa nhận rằng việc cầu thủ người Brazil tới Arsenal ở hè 2022 là một khả năng. Ông nói, "Chúng tôi đã thảo luận với Arsenal về Gabriel Jesus và chúng tôi thích dự án này. Cậu ấy chơi bóng ở Emirates là một khả năng. Có thêm 6 câu lạc bộ quan tâm đến Gabriel Jesus. Cậu ấy hiện đang tập trung vào các trận đấu cuối cùng với Manchester City. Sau đó, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra." Jesus đã có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League. Anh còn có thời gian làm việc với Arteta. Tới sân Emirates ở hè 2022 có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất với tiền đạo này. Pháo thủ có thể phải chi 40 triệu bảng để có ngôi sao 24 tuổi.